Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Realgi mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật siêu top OB40. Thật ra bắt đầu thời điểm này các bạn đã có thể download bản OB40 rồi mà không cần phải bảo trì. Ok, OB40 mang đến rất nhiều thứ mới. Trong video này chúng ta cùng nhau điểm lại những thứ chính mà sẽ được cập nhật trong OB40 nha. Đầu tiên đó sẽ là một cơ chế hoàn toàn mới trong Ghana Free Fire, khi mà chúng ta sẽ không còn loot bom keo ở trên bản đồ nữa, mà bây giờ bom keo sẽ có thể tạo ra máy tạo keo. Đấy, rất nhiều bạn đã có rất là nhiều những cái thắc mắc cũng như những cái tranh cãi trên mạng xã hội trong những ngày hôm qua. Nhưng mà bên Ghana Free Fire cũng đã khẳng định rằng là số lượng bom keo nhận được từ máy tạo keo này sẽ nhiều hơn số lượng bom keo trung bình mà chúng ta nhận được qua các trận đấu. Bên cạnh đó thì cái máy tạo bom keo này, cách cơ chế hoạt động như nào mình đã có video rất là chi tiết để chỉ cho anh em rồi. Chúng ta chỉ cần hiểu là chúng ta sẽ có sẵn một máy tạo bom keo, và khi nhận sát thương hoặc là di chuyển cũng như là nâng cấp cái máy này ở trong game thì chúng ta sẽ nhận được lượng bom keo theo thời gian, và nó sẽ khiến chúng ta không bị thiếu bom keo ở trong bo cuối. Phiên bản OB40 này sẽ có rất nhiều sự chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi dành cho lối chơi, đặc biệt là các nhân vật. Bên Ghana Free Fire có chỉnh sửa tới 16 nhân vật trong phiên bản này. OB40 sẽ bao gồm chỉnh sửa nhân vật như là Andrew, giảm sát thương lên giáp sẽ tăng lên thành 25%, giảm sát thương lên giáp là ở khi mà thức tỉnh là 20%, giảm thêm 10% cho mỗi đồng đội mang thêm kỹ năng này. Thì có thể nói là Andrew thức tỉnh sẽ là nhân vật cực mạnh ở trong phiên bản OB40 này. Tiếp theo là Skyler thì sẽ có bán kính nổ 4m trong vòng 5 giây. Đấy, thì cũng sẽ được tăng thêm một chút sức mạnh, tuy là không mạnh như cũ nhưng mà cũng sẽ ổn hơn đấy những gì mà chúng ta đang sử dụng ở trong phiên bản hiện tại. Tiếp theo thì Tiva sẽ được làm lại kỹ năng, bởi vì phiên bản này là một phiên bản mà bên Ghana Free Fire đặt rất nặng các nhân vật hỗ trợ. Thì Tiva sẽ có tốc độ cứu đồng đội sẽ tăng lên thành 70% và đồng đội sẽ được hồi 100 máu trong vòng 3 giây. Đấy, đây là một cái kỹ năng cá nhân mình đánh giá tương đối mạnh, bởi vì trong phiên bản này khi không còn nhiều bom keo nữa thì việc mà đồng đội cứu nhau là điều vô cùng quan trọng đối với cả những nhân vật như là Tiva. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó là Olivia sẽ được làm lại. Kỹ năng Olivia làm lại rất mạnh, đó là sẽ có một cái vòng 10m quanh người Olivia. Thì cứ mỗi khi Olivia hồi máu ấy, thì đồng đội xung quanh sẽ nhận được 80% cái lượng máu hồi đấy. Ví dụ các bạn bơm 100 máu thì đồng đội các bạn sẽ nhận được 80 máu. Miễn là đồng đội bạn đứng gần Olivia được thì đây sẽ là một nhân vật bút máu kinh khủng khiếp ở trong phiên bản OB40 này mà các bạn nên thử qua. Tiếp theo chúng ta sẽ có một số nhân vật khác cũng sẽ được thay đổi lại kỹ năng. Một số sẽ được làm lại kỹ năng toàn bộ tương tự như Olivia này. Olivia này thật ra đợt trước đã được tăng thêm sức mạnh rồi, nhưng mà bây giờ sẽ được chỉnh sửa rất là nhiều. Hayato sẽ bị giảm sức mạnh đi, đó là mức tối đa sẽ là tăng từ 10% lên thành 13%, tức là bây giờ bạn phải mất nhiều máu hơn thì bạn mới có xuyên giáp, nhưng mà xuyên giáp bây giờ chỉ là 5% thôi. Thì cơ bản là cái việc mà bên Ghana Free Fire giảm sức mạnh Hayato này ấy, vì Hayato quá phổ biến và nó khiến các nhân vật khác không được sử dụng. Thế nên là Hayato có lẽ phiên bản này nó sẽ dần dần ít được sử dụng hơn hoặc có thể sẽ biến mất. Đấy là do Hayato thức tỉnh nó trước mạnh quá. Tiếp theo Homer cũng sẽ bị giảm sức mạnh đi một chút. Người ta điều chỉnh sức mạnh chính xác hơn. Hayato sẽ có đường kính vụ nổ bị giảm từ 5m xuống còn 3m. Nhưng mà hiệu ứng kỹ năng Moco sẽ tăng lên. Tức là khi mà sử dụng kỹ năng thì sẽ có đánh dấu Moco và sẽ có đường bay thông minh hơn. Đấy, tức là nó sẽ có những cái tình huống mà hút vào người đối phương nó chuẩn hơn so với phiên bản cũ. Cái phiên bản hiện tại thì con Homer này cái đường bay của cái máy bay nó hơi ngáo. Đấy, tuy nhiên thì bản mới này đường bay của máy bay nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ có làm lại kỹ năng của Dimitri. Dimitri thì kỹ năng sẽ tự động kích hoạt khi cần thiết, tức là khi mà bạn bị gục thì tự nó cũng sẽ kích hoạt, nếu bạn không sợ chuyện là chưa kịp bấm mà bạn đã gục rồi. Hiệu ứng hỗ trợ đồng đội thì có thể được tăng cường bởi các kỹ năng khác, và hồi máu 10 giây cho người dùng và đồng đội. Thì cái kỹ năng nhịp điệu hồi sinh này rất là mạnh, mạnh đặc biệt là khi mà trong phiên bản này chúng ta sẽ có một cái chế độ chơi cho phép chúng ta sử dụng hai kỹ năng, thì rất nhiều người chắc chắn là sẽ sử dụng kỹ năng Dimitri này giống như là một kỹ năng phụ. Đấy, thì rõ ràng là cái kỹ năng của Dimitri này cũng sẽ rất là ngon. Tiếp theo thì K cũng sẽ được chỉnh sửa sức mạnh một chút. Nó sẽ có EP tối đa tăng lên từ 20 lên 50, tức là hồi trước là 220 thì bây giờ là 250. Chế độ bậc thầy sẽ khôi phục 3 EP sau mỗi 2 giây và tối đa sẽ tăng được 250 EP. Thì đây cũng là một cái chỉnh sửa để giúp cho K hỗ trợ đồng đội dễ hơn. Thật ra nhân vật K này nó bị một vấn đề là nó cứ tăng lên giảm xuống liên tục. Đấy, nó cứ tăng lên giảm xuống ấy, là đâm ra nó hơi củ chuối.
đấy, nó hơi củ chuối một chút đấy, đó cái này thì nói chung là cũng ổn. Đấy, tiếp theo là Capella cũng được làm lại kỹ năng rất là ngon, giảm 35% tổn thất của đồng minh khi mà bị gồng tiếng này như cũ thôi. Nhưng khi Capella cứu đồng đội thì đồng đội sẽ nhận được một khiên chắn là 80 HP và tăng 10% tốc độ di chuyển và giảm dần trong vòng 10 giây. Thì cái này coi như là bạn sẽ buff một cái kỹ năng của Sayne cho đồng đội. Đấy, thì đây cũng là một cái kỹ năng mà mình đánh giá là rất là ngon. Đấy, tôi mới nhổ răng xong. Bây giờ lồng tiếng nó hơi bị khó một chút nha anh em nhá. Ok, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện. Đó là Raphael sẽ bị giảm cái sức mạnh đi, nhưng mà giảm đi cũng không nhiều, từ 90% đến 85% tốc độ mốc máu kẻ địch. Tiếp theo là Tatsuya thì sẽ có thời gian hồi chiêu nhanh hơn, từ 50 giây còn 45 giây. Sẽ tích lũy 3 lần thay vì 2 lần. Và thời gian sử dụng trước mỗi lần sẽ là 1 giây thay vì 2 giây giống như phiên bản cũ. Nếu chung là Tatsuya thì khá ngon, thì sẽ phi qua phi lại khá chiến. Mỗi đội là nó vẫn không giảm sát thương khi mà chúng ta lướt, nên nhiều khi là lướt vẫn bị đối phương bắn cho bay đầu. Đấy, hơi cay hơi cay. Ok, chúng ta cũng sẽ có sự thay đổi 3 nhân vật nữa. Iris sẽ bị giảm sức mạnh đi, tức là hiệu thời gian hiệu ứng cái hiệu quả sẽ tác động từ 5 bom keo giảm còn 3 bom keo. Clue thì thời gian hồi chiêu sẽ nhanh hơn một chút là 45 giây. Và Alvaro thì 3 quả lựu nhỏ ấy, nó sẽ bị giảm từ 30 còn 20% sát thương so với lựu đạn gốc. Thì các bản Alvaro thức tỉnh thì đợt vừa rồi ra mắt nó cũng khỏe quá. Đấy, thế nên là lý do vì sao mà nó bị giảm sức mạnh đi thì cũng đúng thôi. Đấy, chạy đâu được. Đấy, chạy đâu nữa. Ok, và các bạn đừng quên là ghé qua Riaki Store nha. Đây là bản rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ồn, tai nghe giúp chúng ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi cái tựa game di động nó ok hơn. Bên cạnh đó thì khi mua bất kỳ tai nghe nào, anh em sẽ được tặng ngay một con mini Lego, một quả tản nhiệt, tặng ngay bao tay memo. Đường link tham khảo để trong phần mô tả như là dưới phần comment nha anh em. Thì nói chung là UB này sẽ có rất nhiều sự tinh chỉnh cả về tính năng cũng như là cả về giao diện của con game. Đấy, có những cái tính năng giao diện game thay đổi rất nhiều. Trong đó thì có một cái tính năng đặc biệt, đó là chế độ kỹ năng chủ động kép. Thì trong chế độ này chúng ta sẽ được chọn hai kỹ năng kép và hai kỹ năng chủ động. Thì kể cả các bạn không có nhân vật này, các bạn vẫn được chọn. Và cái chế độ tử chiến xếp hạng kỹ năng chủ động kép này cũng sẽ được đưa vào, đó là trong chế độ rank nha anh em nhá. Tất nhiên là anh em có thể tùy chọn, một là anh em chơi này cũng được, hay là không chơi kiểu bình thường cũng được, nhưng cả hai cái đều sẽ được tính điểm rank. Đấy, thì cái này cũng rất là hay. Và nói chung là nó sẽ tạo cho chúng ta những cái combo rất là đặc biệt. Một trong những cái nữa mà mình có nhắc cho anh em ấy là cái việc mà cập nhật phiên bản OB40 này. Đấy, lúc đoạn đầu mình chưa nói, thì đó là khi mà cập nhật thì anh em sẽ, những người nào mà đã cập nhật OB40 thì sẽ chơi, những người chơi OB40. Còn những người mà chưa cập nhật thì đến ngày mùng 2 tháng 6 thì các bạn bắt buộc sẽ phải cập nhật. Đấy, nó sẽ có một cái ép chúng ta phải cập nhật, nếu không thì chúng ta sẽ không chơi được game tiếp nữa. Ngoài ra thì ai mà cập nhật lên OB40 thì các bạn mới được gọi là sử dụng một tính năng mới. Về cái kỹ năng chủ động kép này nói chung là khá mạnh. Nói chung là các bạn có thể mang rất là nhiều những cái combo tùy các bạn. Ví dụ như là đấy, các bạn mang Homer với gọi là ấy cũng được. Homer với 124 gây sát thương rất là ngon. Tiếp theo thì có một nhân vật mới mà mình đang sử dụng ở trong cái video này, đó chính là con Sonia. Con này thì có một kỹ năng, đó là khi mà bị trúng sát thương chí tử, tức là chết ấy, thì nó sẽ được bất tử trong vòng 3 giây. Sau đó thì nếu mà trong vòng 3 giây đó mà nó có thể hạ gục đối phương, nó sẽ được hồi lại 150 máu. Thì đây là một cái khá là hay. Nói chung là khi mà hạ gục nó sẽ có một lượng máu ảo, và trong cái thời gian đó bạn bắn trả đối phương, bạn hạ gục ngược lại đối phương thì bạn sẽ không chết mà bạn sẽ được hồi sinh lại ngay ở cái thời điểm đấy, bạn sẽ được hồi máu ngay ở thời điểm đấy. Nói chung đây là một kỹ năng cá nhân mình đánh giá rất mạnh. Nhưng mà đến phiên bản chính thức thì có vẻ bên Anna Free Fire nó sẽ giảm bớt sức mạnh của nó xuống. Thế nên là các bạn sẽ chờ nhân vật này ra mắt chính thức để chúng ta có thể test nhá. Hình như là hôm nay khi mà cập nhật xong thì cũng chưa có nhân vật này ngay đâu. Đấy, thì chúng ta cũng cứ xem trong game như thế nào. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ có một cái sự nâng cấp nhỏ nhỏ dành cho Alok. Thì chúng ta sẽ có một nhân vật Alok thức tỉnh. Alok thức tỉnh này thì hay hơn phiên bản cũ như nào? Tức là khi mà thức tỉnh ấy, khi mà bật kỹ năng thì cứ sau mỗi 2 giây thì Alok sẽ để lại đằng sau lưng một cái nốt nhạc. Và sau khi mà đồng đội nhặt được cái nốt nhạc đấy, đồng đội sẽ được hưởng cái ủng hồi 10 máu một giây giống như Alok. Đấy, thì đây là một cái kỹ năng mà cá nhân mình đánh giá rất mạnh và nó cũng hỗ trợ đồng đội rất là nhiều. Thực sự Alok thức tỉnh bản mới rất là ngon. Thì không biết là Alok thức tỉnh sẽ có ra mắt luôn không, hay là sẽ chờ một khoảng thời gian mới ra mắt. Thì cái này chúng ta sẽ cần phải chờ bên Ghana Free Fire họ tung nhân vật này ra. Đấy, thì Alok thức tỉnh này cá nhân mình đánh giá là sau khi test một số nhân vật khác mà cũng có khả năng hồi máu ấy, thì phải nói thật là nó sẽ nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái
nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái combo đấy mà giúp cho chúng ta chơi Free Fire đỉnh của chop hơn. Đấy, ở trong phiên bản này thì tử chiến sẽ có một số sự thay đổi, ví dụ như là khẩu G36 sẽ đưa vào trong tử chiến, ngoài ra thì một số khẩu khác sẽ được giảm tiền, ví dụ như là khẩu Groza sẽ được giảm tiền này, hay là ví dụ một số khẩu khác mình không nhớ chính xác lắm, nhưng mà về cơ bản thì sẽ được giảm tiền và có thêm khẩu G36 bắn nó vui vẻ hơn. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có một cái cập nhật khá hay về cái chức năng hồi sinh. Thì bây giờ hồi sinh thì chúng ta sẽ không thấy có cái vé hồi sinh nữa. Đấy, thì hiện tại khi mà mình test bản OB40 thì không thấy cái vé hồi sinh, nhưng không biết là bên Nga nào thay đổi gì hay không. Nhưng khi chúng ta chết ấy, chúng ta sẽ đưa lên một cái trên trời, và đưa lên một cái khối lập phương ở trên trời. Trên này thì những người chơi trên này sẽ tự giao chiến với nhau, hoặc là cố gắng là đi phá những cái hộp này, đi phá những cái hộp hình vuông này để có thể được hồi sinh. Đấy, trên này thì bạn có thể cản những người chơi khác hồi sinh bằng cách là tấn công họ và hạ gục họ. Đấy, trên này chúng ta sẽ chỉ có dao và katana thôi. Và khi mà các bạn di chuyển càng nhiều, phá được càng nhiều các hộp lập phương ấy, thì các bạn sẽ được càng sớm được hồi sinh. Đấy, và đây, ví dụ bạn bị chết này, bạn sẽ bị mất đi cái thanh hồi sinh. Nhưng mà ví dụ như nếu mà các bạn di chuyển đến hết cái giải đố của cái mê cung này, thì các bạn cũng sẽ có cơ hội được hồi sinh trở lại. Đó, thì cái này cũng là một cái khá hay, đặc biệt là dành cho anh em nào mà đồng đội nào mà không đồng đội mình mà kiểu lú quá không hồi sinh cho mình, thì mình có thể tự tìm cách hồi sinh được. Cái này là một tính năng rất là mới trong là Free Fire, và nó cũng học hỏi rất nhiều một số những tựa game khác, thì anh em cũng nhớ là thử qua cái tính năng này. Mà thật ra anh em không thử qua, khi anh em chết anh em sẽ tự biết cách để mà sử dụng cái tính năng này mà thôi. Một loạt những cái vũ khí cũng sẽ được chỉnh sửa ở phiên bản này. Đầu tiên đó là M104, chip 123 đều sẽ bị giảm đi tầm bắn ở 12%. Ở trên thang chủ ở bên Ghana Free Fire ấy, họ đã có thông tin về cái chuyện là tại sao họ lại chỉnh sửa tất cả khẩu shotgun sẽ bị giảm đi tầm bắn. Đấy là vì họ muốn là cái tầm bắn của shotgun và tiểu liên ấy nó sẽ khác biệt với nhau hoàn toàn. Tuy nhiên M04 sẽ tăng thêm 20% độ chính xác dành cho anh em mà dí và gần vuốt tâm kéo đầu hết nước chấm luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có sự tăng sức mạnh của hai khẩu tiểu liên, đó là khẩu Bizon PB19 tối ưu cảm giác ngắm bắn rất là ghim tâm tốt hơn và sát thương cộng 4%. Thompson là một khẩu súng tương đối mạnh ở trong phiên bản vừa rồi, nhưng bản này nó sẽ mạnh thêm khi mà nó lại được cộng thêm 4% nữa. Tính ra bây giờ Thompson là một trong những khẩu súng tiểu liên mạnh nhất thời điểm hiện tại. Đấy, thì đặc biệt là khi mà có thêm súng nâng cấp nữa thì chắc chắn anh em sẽ thích sử dụng cái khẩu này. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ có một cái thay đổi mà có lẽ nhiều anh em không thích lắm, đấy là M87 bị giảm đi 15% tầm bắn. Thì khi mà bị giảm 15% tầm bắn như thế này ấy, thì rõ ràng là người chơi cũng sẽ khó mà có thể ghim tâm vào người đối phương hơn. Đấy, ghim tâm nó rất là khó luôn. Ghim tâm nó sẽ kiểu nó không bắt được tâm của người đối phương. Đấy, và tiếp theo thì tốc độ thay đạn nó tăng lên 15%, nhưng mình nghĩ là khẩu này thay đạn nhiều cũng khá là nhanh rồi, cho nên là có thêm tốc độ thay đạn không ảnh hưởng gì mấy. Ok, nếu như M87 là con ghẻ thì chắc chắn là MP40 là con ruột rồi, bởi vì là trong phiên bản này thì nó sẽ được cộng thêm đó là 8% sát thương. Thật ra nhiều bạn bảo 8% sát thương thì ăn thua gì, nhưng mà 8% sát thương mà MP40 mãng xài nó cũng chùm đấy, nó cũng chùm đấy. Nhưng mà một đây là một trong động thái là bởi vì là OB40 này chắc chắn là sẽ có MP40 nâng cấp, thế nên là chúng ta sẽ có MP40 nâng cấp 2.0 với gọi là một tốc bắn hay xuyên giáp, nên chắc chắn nó sẽ rất là ngon. Ngoài ra một số khẩu súng khác bị thay đổi đi, ví dụ như M1917 sẽ được cộng thêm 6% tốc độ bắn và trừ đi 13% sát thương. Trong khi đó thì XM8 thì sẽ được cộng thêm đó là 15% độ chính xác. Thật ra thì cái tăng giảm của XM8 này tôi thấy là nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cấu XM8 này thì cái mà nó cần đấy là tốc độ bắn. Đấy, cái mà nó cần đấy chính là tốc độ bắn, chứ còn nói thật là tốc độ chỉ độ chính xác thì nói chung là không cần thiết lắm, nhưng mà thôi có thì cũng vui. Đấy, có thì cũng vui. Ngoài ra một số khẩu khác cũng sẽ được tăng khả năng kim tâm như là Mark 7 hay là Chogon. Bên Nga nào nói là tối ưu cảm giác ngắm bắn, nhưng mà ở đấy nói nhanh là khả năng kim tâm nó sẽ tốt hơn. Đấy, mấy khẩu này trước ghim tâm người nó hay bị trượt thì bây giờ nó sẽ ghim tâm tốt hơn. Súng sạc thì sẽ bị giảm đi đó là 20% tầm bắn và sẽ được cộng thêm một băng đạn. Đấy, nói chung là ba khẩu shotgun đều bị giảm tầm bắn hết, một khẩu 12%, một khẩu 15%, và khẩu này thì nhiều nhất là 20%, và cộng thêm một băng đạn. Nói chung là bởi vì giảm tầm bắn ấy, khả năng sẽ bắn trượt đấy. Đấy, khả năng sẽ bắn trượt, cho nên là hơi khó. Chúng ta sẽ có một cái thay đổi rất là nhiều liên quan bản đồ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái sảnh chờ mới hình cái máy bay, thì bây giờ chúng ta đã biết chính xác là bên trong cái máy bay nó sẽ có cái gì.
đến khi mà cái máy bay này sắp hạ cánh, sắp đến bản đồi, nó sẽ mở cửa ra, chúng ta sẽ làm lại toàn bộ khu vực làng Rim Nam. Đấy, khu vực làng Rim Nam bây giờ nó thành làng đánh cá luôn. Đấy, trông nó rất là hay ho. Đấy, xịn xò con bò. Đấy, và nói chung là nhiều người sẽ thích khi mà có mấy cây chuối nó quay trở lại. Nhiều bạn bảo cái này là thân dừa mà cây chuối. Đấy, thì đây chính là cái cây chuối huyền thoại từ những phiên bản OB đầu tiên bên Ghana FIFA cũng cho lại để cho nó chiều lòng người chơi. Tuy nhiên thì một số khu vực khác cũng sẽ được thay đổi, ví dụ khu vực nhà máy điện này sẽ có sự thay đổi này, khi mà chúng ta cũng sẽ có ở đây đó là cái một số những cái thùng nó được bố trí lại. Những cái thùng này nó giúp ta có những cái điểm ẩn nấp ổn hơn. Đấy, điểm ẩn nấp ổn hơn cũng như là một số những cái chỗ thay đổi về mặt diện tích. Đấy, nếu mà bạn nào mà biết ấy thì bản đồ ấy nó sẽ rộng ra thêm một tí. Đấy, có thể là bạn khi mà vào game bạn sẽ không để ý lắm đâu. Đấy, nhưng mà nó sẽ rộng ra hơn một chút. Đấy, ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có đó là cái khu vực đập thủy điện sẽ được làm lại. Đấy, nó thêm mấy cái container nằm ở chồng với nhau như này, trông khá buồn cười. Đấy, trông khá buồn cười. Nói chung là cũng khá hay, cộng thêm với ở việc là chúng ta cũng sẽ có sự thay đổi ở một số khu vực khác như thành phố biển sẽ có vài sự thay đổi. Nói chung là mỗi chỗ nó sẽ có một sự thay đổi nho nhỏ, một tí. Đấy, và anh em khi mà chơi thì anh em sẽ chú ý để chúng ta có thể phát hiện ra những cái thay đổi đấy. Ngoài ra thì một trong những cái thay đổi lớn nhất nữa đó là đảo sa mạc sẽ quay trở lại với game. Đấy, đảo sa mạc sẽ quay trở lại với chế độ rank. Thưa bây giờ rank chúng ta sẽ có cả 5 đảo thay vì chỉ có 4 đảo như trước. Đấy, không biết là bên Anna họ có bỏ bớt đảo nào đi hay không. Không biết là họ có bỏ bớt đảo nào đi hay không. Thấy có thông tin là có thể sẽ bỏ đảo Thiên Đường đi. Đấy, có thông tin là sẽ bỏ đảo Thiên Đường đi, nhưng mà cũng chưa biết như nào. Hiện tại chúng ta vẫn còn giữ nguyên cả 4 đảo cộng thêm một đảo nữa. Đấy, đấy, cộng thêm một đảo nữa là đảo sa mạc. Đấy, thì anh em cũng biết như thế để chúng ta thích nghi. Mà lâu lắm mà tôi không chơi đảo sa mạc ấy. Đảo sa mạc tôi cũng là một trong đảo mà tôi thấy khá vui. Đấy, mà kiểu nó có khá nhiều cơ chế nó lạ. Ok, phiên bản này thì một trong điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải cày thành tích. Khi mà trong phiên bản này chúng ta sẽ có một hệ thống thành tích rất là đồ sộ. Khi mà chúng ta cày ở đây thì nó cho chúng ta những cái danh hiệu. Nhưng mà tất nhiên là danh hiệu này thì méo ai cần. Đấy, chúng ta sẽ có cái quà free. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái bộ ảnh cũng như là bộ đồ thu thập thành tích. Chúng ta sẽ có nguyên 3 skin súng free, một trang phục free, cộng thêm một bom keo free, một chiếc xe free. Nói chung là nhiều thứ free lắm. Rất là nhiều thứ free sẽ được chúng ta lấy được ở trong hệ thống thành tích này. Thì bên cạnh hệ thống thông thạo súng ấy thì chúng ta cũng sẽ có cái hệ thống này để chúng ta cày cuốc nha anh em nhá. Tuy nhiên thì lấy mấy cái này thì nó cũng không phải là quá khó. Đấy, cá nhân mình thấy không phải quá khó, mấy nghìn điểm mà chúng ta đã lấy được rồi. Chúng ta sẽ có skin G36 quỷ lửa này, bom keo chinh phục này, rồi lưỡi hái này, rồi P90 quỷ lửa với MP5 chinh phục. Nói chung là một loạt các skin súng cũng như là một loạt các quà free dành cho anh em mà cày sự kiện thành tựu này. Thì cái này khi mà cập nhật OB40 xong thì anh em tranh thủ cày luôn. Chúng ta sẽ có một hệ thống mới là hệ thống gọi là chat nhanh. Đấy, ở đây chúng ta có thể chỉnh những cái chat nhanh như thế này. Đấy, anh em thấy chưa? Chỉnh những cái chat nhanh như này để cho chúng ta có thể gọi là đưa ra những cái câu lệnh nó tốt hơn. Ngoài ra thì ở ngoài cái chat nhanh này ấy, thì trong game chúng ta cũng điều chỉnh được những cái quick message. Đấy, cái mà ở cái bánh xe trong game ấy, ví dụ như là cứu tôi với các kiểu ấy, chúng ta có thể thay đổi cái câu được và thay đổi gọi là âm lượng nam sang nữ, nữ sang nam. Đấy, nghe cho nó gọi là vui tai hơn. Ngoài ra ở đây còn có một cái bộ icon Kelly. Đấy, trông khá là hay, Cucute Kelly. Một trong những cái cập nhật rất là hay ở trong phiên bản này, chúng ta sẽ có một chế độ chơi mới. Mà chế độ chơi này giống như ở một game online ấy, đó giống như ở game GTA ấy, đó là chế độ chơi cảnh sát bắt trộm. Thì chế độ chơi như nào, chúng ta sẽ chọn một trong hai phe là phe cảnh và phe cảnh sát hoặc là phe kẻ trộm. Đấy, với phe kẻ trộm hay là phe phá hoại ấy, thì chúng ta sẽ cố gắng là đi đến các cái khu vực trên cái bản đồ đảo thế kỷ để có thể phá hoại như là loot tiền ở đấy, đấy, ăn trộm tiền hoặc là thực hiện phá hoại làm các nhiệm vụ ở đấy. Bên cảnh sát thì cũng sẽ làm những cái câu chuyện đấy. Và cái điều quan trọng là chế độ chơi này, các bạn thích chơi lúc nào chơi. Đấy, thích chơi lúc nào chơi thì nó giống như là một số tựa game IO, tức là mấy số tựa game mà chúng ta lái con run
môn ấy, chúng ta chơi lúc nào là chán thì thôi. Đấy, chơi lúc nào mà bản đồ chúng ta quá bá đạo, tại vì người chơi mới sẽ vào những cái bản đồ ấy liên tục. Đấy, và chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian để cho chúng ta đi cày cuốc, kiếm được thật nhiều tiền. Và sau đó chúng ta có thể mua được nhiều thứ, từ súng ống cho đến xe, và thậm chí là mua được cả Skywing để bay khắp bản đồ. Đấy, rất là hay. Thì nói chung đây là một chế độ chơi mà cá nhân mình đánh giá là vui. Đấy, nó giống như là chúng ta đang chơi mấy game online bắn súng ấy, và nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái cảm giác combat rất là hay. Thì chế độ chơi này nó là một trong những cái gợi ý về chế độ chơi 20 versus 20. Đấy, và mỗi bên thì các bạn có thể chuyển phe tùy ý. Đôi khi là phe trộm và phe cảnh sát thì nó sẽ có số lượng, nó cũng sẽ chênh lệch nhau. Tuy nhiên thì về cơ bản thì mình đánh giá đây sẽ là một chế độ chơi rất là hay, và nói chung sẽ là một chế độ chơi mà tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ thích và có thể bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để chơi chế độ chơi này. Đấy, và đặc biệt là nó rất hợp cho các streamer. Đấy, ví dụ như là chúng ta thay vì chúng ta phải đi bắn nhau tử chiến sinh tồn, thì chúng ta có chế độ chơi này, chúng ta chơi như một game online thì cũng rất là hay. Thì thật ra UB40 nó còn có rất nhiều những cập nhật khác, nhưng mà trên đây là những cái cập nhật chính của phiên bản UB40 mà khi mà vào trong game thì có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Thì hy vọng là anh em sẽ dành thời gian để cập nhật phiên bản UB40 lên. Tại UB40 này nó sẽ cập nhật trong vòng 3 ngày, từ hôm nay 31 tháng 5 cho tới tận ngày mùng 2 tháng 6. Thì đến 15 giờ chiều mùng 2 tháng 6 thì các bạn bắt buộc phải cập nhật UB40 mới chơi tiếp được. Ok, và đó là thông tin của mình mang đến cho anh em. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nha. Bye bye.